Mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay á. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiểm của chị Ngân ha. Địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre. Để chị Ngân lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống, mai ghép giống siêu mình lại. Hàng bao chuẩn giống, bảo hành giống cho cô chú anh chị mình mua về sưu tầm cho Tết năm 2025 cô chú anh chị ha. Mức giá ngày hôm nay cũng khá là ưu đãi luôn cô chú anh chị. Rồi rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Ngân ha. Ở trước mặt của cô chú anh chị mình đây ha, cũng là mặt hoa của giống siêu mình lại bên vườn của chị Ngân nha cô chú anh chị. Hoa gió thôi mà bông rất là đẹp nha, rất là to luôn cô chú anh chị nè. Cái phơm bông rất là, nói chung cái phơm bông nó tròn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Đó, nụ nè, lên chùm chùm luôn ha. Rồi, không là mất thời gian nữa ha, thì em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Ngân nha. Để chị Ngân chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Em chào chị Ngân nha. Rồi, em xin chào ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip á, em lên số như siêu bông Sài Gòn ha. Ủa đâu? À, siêu bông mình lỡ với lại nhiều toàn ha, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa ha. Rồi. Rồi hôm nay em lên mã số 1 chú anh chị. Số 1 là một cây siêu bông mình lỡ. Hàng bán bao chuẩn giống nha chú anh chị. Rồi, khớ bột siêu bình lại. Vành là được 14 đúc. Đế đâu có đi đâu có đẹp. Tổng đế là 44. Chiều cao là 40, tán ngang là 42. Rồi cái mã số 1 này em vô lưu ý giá 400.000 em bao ship ạ. Rồi. Mình đổi cây luôn ha. Số 2 cô chú anh chị ơi, một cây siêu mình lỡ, cái này là hàng đôn, đời đầu hàng đôn nha chú anh chị. Có cây đầu là em chưa đôn, còn cây sau là toàn bộ là hàng đôn hết trơn cô chú anh chị. Có dạ cô chú anh chị, cái này là có đôn rồi hết cô chú anh chị ha. Mấy hàng đôn cô chú anh chị mình cứ yên tâm về giống thôi chú anh chị. Rồi. Phụ đế có luôn ha cô chú anh chị. Hoành được 12 đúng không? Rồi. Tổng đế em nó là được 45. Chiều cao 42. Tán ngang là được 43. Rồi. Rồi cây mã số 2 này như lưu giá 400 luôn cô chú anh chị. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3. Số 3 cô chú anh chị ơi, một cây siêu bông bình lợi, tất cả là hàng đôn. Chỗ ú ụ, cái này mấy cây này đầu hết trơn chú anh chị. Cây này có được 3 bo ha. Còn được 12 đúng, tội này đẹp. Tổng đế của em nó là được 48. Rồi. Này dáng vai ba cô chú anh chị. Cao là 38, tán ngang là 38 luôn. Rồi cây này vô lưu với giá 450 bao ship. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 4 cô chú anh chị ạ. Siêu bông bình lợi cũng là hàng đôn. Nó hàng đôn này về mình nuôi nó phải lắm chú anh chị, nó phát triển mạnh lắm. Vành được 13 đúng. Có đế luôn cô chú anh chị. Tổng đế cây này là được 31. Chiều cao là 42, tán ngang là 42. Rồi cây mã số 4 này vô lưu ý giá là 388 em bao ship. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 5 cô chú anh chị ạ, siêu bông bình lợi ha. Cái đế quá trời luôn ha. Đôn lên mạnh cực kỳ luôn. Nó hàng đôn nó lên nè. Đó, cây đang đi cơ đậu tiếp theo nè, rất là mạnh nha cô chú anh chị. Chị mình chỉ việc mình chăm thôi á, mình cũng không cần làm gì liên quan tới cái giống thôi cô chú, cái bo ha. 11 đúng, tổng đế là 37. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang là 34, cây này vô lưu giá 400.000 bao ship. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Số 6 của chú anh chị. Siêu vòng mình lại tiếp tục ha. Cái này cũng hàng đôn luôn hả chú? Đôn luôn, cái lô này toàn là đôn không cô chú anh chị. Có cây số 1 là em chưa ở đôn. Ủa đế. Rồi. Hoạch được 12 đúng. Tổng cũ 23. Chiều cao 35. Tán ngang là 24. Cái này vô lưu với giá 250 em bao ship. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7 của chú anh chị. Rồi. Siêu bông mình lợi hàng đúng. Được đi đẹp. Hoạch được 13 đúng. Tổng đế nó 40. Chiều cao 38. Tán ngang 38 luôn. Cái này 300.000 em bao ship. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 8 của chú anh chị. Siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cây ghép cũng được 4 bo của chú anh chị. Đôn lên mạnh cực kỳ. Cây rất là mướt luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Có đế luôn ha, đế nơm luôn ha. Vành được 13 luôn. Tổng cũ nó 48. Rồi. Chiều cao là 43. Tán ngang là 38. Cây này vô lưu giá 400.000 bao phí. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9. Siêu bông lợi cây này quá dị cà na nè, hàng đôn luôn nha chú anh chị. Cây này nhìn dễ thương cô chú anh chị ha, mình vô chậu nhỏ nhỏ, chậu dĩa mình để lên bàn trà đẹp, cây này bao đẹp luôn nha. 10. Tổng cụ đế nó 40. Chiều cao 360. Rồi. Tán ngang 22. Cây này vô lưu giá 350 bao phí, cây này đẹp của chú anh chị đọc lạ. Rồi trời tiếp theo cây mã số 10 của chú anh chị. Siêu bông lợi hàng đôn luôn ạ. Ghép 2 bo ha, cây lên sung quanh là được 11, tổng đế là 40, chiều cao 47, tán ngang là 30, thì này vô lưu giá 350 bao phí.
Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 10. 11 cô chú anh chị. 1. Siêu bông mình lại hàng đơn tiếp tục. Rồi. Rồi xum xê luôn cô chú anh chị ha. Kẹo tàn ấm tàn cực kỳ luôn ha. Cái đế nè. Rồi, xong số luôn ha. Vành là được 12 đó. Rồi. Tổng đế là 60. Chiều cao 35. 8030. Cái này giá lưu giá 400 ạ. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12. Đế quá gì cà na lô hàng đôn nha chú chị, siêu mình lợi. Còn cái bụt ba bo ha, cô chú chị thêm một cái đế này nè. Vành là được 11 chú. Rồi. Tổng đế là 43. Chiều cao 45. 8.32. Rồi. 400.000 bao phí. Rồi tiếp theo cây mã số 13. Rồi. Siêu bông là hàng đông. Bò ủ ủ luôn. Rồi cái đế quá trời. Vành được 13 đúng. Ghép được 3 bo hả cô chú anh chị ha. Tổng đế em nó được 55. Rồi. Chiều cao là 38. 8.42. 400.000 cho cây mã số 13 luôn. Rồi mình đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14 của chú anh chị. Vành này được 13. Rồi, ghép được 2 bo ha. Tổng đế 51. Đế quá trời đẹp luôn. Cao là 50. Rồi. 8.33. 400.000 cho cái mã số 14 luôn. Rồi, đã cây luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 25 cô chú anh chị ạ. Ủa, 15 lộn lộn. Rồi, mã số 15 ha. Siêu bông thì cây này hàng đôn, cái này thì lấy mấy chục bo này. Trời ơi, nó mạnh cây. Cái này mà lấy bo là nhiều nha cô chú anh chị. Vành này được 11. Tổng đế của nó là được 44. Đế quá gì cà na không? Cái này gì mà số 3 hay số đỏ gì được nha cô chú. Số đỏ ok nha cô chú. Chiều cao là được 45. 8.000 là được 30. Cái này vô lưu giá 300 bao phí. Cái này vô chậu kiểu hả cô chú anh chị ha. Về mình sổ đỏ xuống đẹp lắm nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 cô chú anh chị. Siêu bông mình lại tiếp tục hàng đơn. Đế nhìn nhận. Hoành được 9. Tổng đế em nhé được 48. Chiều cao 39. 8.39 luôn. Rồi. Rồi cái mã số 10 quên này, 16 này vô lưu giá 300 bao phí luôn. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17, siêu bông mình lợi vẫn là hàng đơn. Rồi, có cũ luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh nữa. Tổng đế của nó là 50. Rồi. Chiều cao 32. 8.000 hơi nhỏ 22, cái này vô lưu giá 300 bao phí. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo mã số 18. Siêu bông mình lại hàng đôn nha chú anh chị. Cái hàng này bao chuẩn giống hết cô chú anh chị mình mua về cứ an tâm ha. Trời ơi cái đế quá gì cà na nè. Cái này quá đẹp. Quanh được 12 đúng. Rồi. Tổng đế của nó được 57. Rồi. Chiều cao là được 32. 8.32 luôn. Cái này 400.000 bao phí. Rồi đã cây luôn ha. Rồi mã số 19 cô chú anh chị. 19 cũng là siêu mình lại nha. Cái này hàng cây này chưa đôn nha chú anh chị. Cái này lấy siêu bo luôn á. Cái này lấy bo nhiều nha. Quanh được 14. Giáp được 4 bo ha. Tổng đế được 45. Rồi. Chiều cao được 50. 8.000 được 38. Rồi cái này giá vô lưu giá 350 bao phí. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, cái này cuối clip luôn hả chị? Mã số 19 là mã số cuối clip. Em còn một mớ cây mình lẻ nữa của chú anh chị. Rồi. Rồi. Mình giới thiệu lại tiếp theo luôn hả chị ha? Tiếp theo bình lợi của chú anh chị. Bình lợi cái hàng này gốc nhớt nha chú anh chị. Rồi. Cái cổ nó của chú anh chị hay quá trời đã. Lấy tầm mấy chục bo luôn. Cái này về lấy cái bo khá nha. Lấy mười mấy, hai chục bo, mấy bo dư sức nha cô chú anh chị. Nè, củ đế nè. Siêu bông bình lợi luôn. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cái một cây như vậy lấy khoảng tầm 20 bo là dư sức nha cô chú anh chị. 20 bo là cây ngắn nha, cây lùng thôi là lấy 20 ha. Cái hoành nó là từ 6, 7, 8 cô chú anh chị. Đó cây lùng nhất nè. Lùng nhất được 29 nè. Rồi. Vậy tính từ 25 đến 25 trở lên đi. Cho 25 trở lên ha. Đúng rồi. Rồi cũ nè cô chú anh chị. Quái gì cà na. Này bốc ngẫu nhiên tới tới gì. Này em còn có mấy chục cây em hết hàng. Cũ đế nè. Quá trời cũ luôn cô chú anh chị ha. Ghé được 2 bò ha. Cái này em bán giá 80.000 cây. 5 cây em gửi hàng bao ship luôn cô chú anh chị. Tại em còn số lượng còn chừng 30-40 cây là em hết hàng luôn. Rồi 80.000 một cây nha cô chú anh chị. Giá bao rẻ luôn, giá lỗ luôn cô chú anh chị. 5 cây gửi hàng và bao ship cho cô chú anh chị rồi. Mình luôn ha. Trời ơi quá trời rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Cây cổ cũ cô cũ thì không là cô chú anh chị. Này là gốc nhớt nha cô chú anh chị chứ không phải là gốc chân. Tay cái có nha. Bự hơn tay tỏ có ha cô chú anh chị ha. Đó, em tay cái có luôn ha. Nè, cái cũ nè. Ơi. Mấy cây này chơi thì để bàn thì ngon lành nha cô chú anh chị.
80.000, chỉ có 80.000 một cây thôi. Đó. 5 cây nhà vườn gửi hàng và bao phí luôn ha. Rồi, cây nào cây nấy cũ đấy, quá vip luôn cô chú anh chị. Số lượng em còn tầm 40 cây, cô chú anh chị nào mà lấy hết có giá sẽ siêu ưu đãi luôn. Dạ. Nếu cô chú anh chị nào lấy hết thì giá cực kỳ rẻ luôn ha cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không chị ha? Hết rồi. Rồi, vậy mình chào hết luôn giùm em nha. Dạ rồi. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình chăm mình chơi tới hay không lâu cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn chào cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Ngân cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Ngân trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Ngân nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.